Hello tất cả anh em viewer của ngày này năm xưa. Năm 2023 trôi qua thật nhanh, chớp mắt cái chúng ta đã thêm một tuổi nữa rồi. Những bộ phim tuổi thơ cũng vậy, càng ngày càng nhiều bộ phim tuổi thơ của chúng ta chìm vào quên lãng do những vấn đề cuộc sống. Nhưng không sao, chúng mình ở đây để đem các bạn về với tuổi thơ. Nhìn vào tiêu đề của video ngày hôm nay, hãy cùng đến với một bộ phim huyền thoại của dòng đồ chơi Lego nhé. Lady and Gentlemen, ngày này năm xưa xin giới thiệu Legend of Chima. Chima, hay tên đầy đủ Legend of Chima, là một loạt phim truyền hình khoa học giả tưởng sử thi hoạt hình trên máy tính do Tommy Andreessen sáng tạo và The Lego Group sản xuất. Bộ phim hoạt hình này, nghe cái tên thì các bạn chắc hẳn cũng đoán được nó được tạo ra để BI dòng đồ chơi xây dựng Lego Legend of Chima. Nội dung thì tập trung vào thế giới hư cấu Chima, một nơi sinh sống của các bộ tộc chiến tranh gồm các loài động vật được nhân cách hóa. Bộ phim được phát sóng lần đầu tiên trên Cartoon Network ở Hoa Kỳ với 2 tập vào ngày 16 tháng 1 năm 2013. Tập cuối của phần 1 phát sóng vào ngày 5 tháng 12 năm 2013. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2014, phần 2 được công chiếu trên Cartoon Network và kết thúc vào ngày 19 tháng 4 cùng năm. Phần 3 được phát sóng vào ngày 9 tháng 8 và kết thúc vào ngày 22 tháng 11 năm 2014. Tại Việt Nam thì bộ này được VTV Cap mua bản quyền và phát sóng trên kênh hoạt hình tuổi thơ BB chỉ 5 tháng sau đó. Chima là một vương quốc nguyên sơ gồm 16 bộ lạc, gồm nhiều loài động vật được nhân cách hóa như bộ tộc sư tử, bộ tộc đại bàng, bộ tộc khỉ đột, bộ tộc cá sấu, bộ tộc sói, bộ tộc quạ, bộ tộc gấu, vân vân. Tất cả các bộ lạc đều có được ít nhất một khoảnh khắc thú vị trong loạt phim, tạo nên bầu không khí của một thế giới rộng lớn và phức tạp. Phân phát cho các bạn, đó chính là Chima cũng thuộc đa vũ trụ Lego, khi đây là một vũ trụ song song với vương quốc Ninjago. Như được kể trong những câu chuyện tuyệt vời của Fluminox và Claravis, Chima từng là nơi sinh sống của những động vật bình thường, mới chấm nở cho đến khi nguyên tố chi bí ẩn tiến hóa chúng. Ban đầu chỉ có một số ít loài tiến hóa, nhưng sự tiến hóa tăng lên sau cuộc chiến giữa bộ tộc Phượng Hoàng và Thợ Săn, do lãnh chúa Franga lãnh đạo. Để đánh bại tộc Thợ Săn, thì tộc Phượng Hoàng đã thực hiện Great Illumination để giam cầm các Thợ Săn trong một giấc ngủ không mộng mị, khiến ngọn núi Cavora lơ lửng trên lục địa và phân phối nước chi cho mọi loài dưới dạng nước uống được. Điều này đã tồn tại hàng nghìn năm, cũng gây ra biết bao nhiêu cuộc chiến tranh giành chi. Sư tử Lavo là con trai của vua bộ tộc sư tử, bộ tộc canh giữ và phân phát nguồn năng lượng chi. Lavo có một người bạn thân là cá sấu Cracker, con trai của vua bộ tộc cá sấu. Cả hai lớn lên cùng nhau, cùng chơi đồ và luyện tập. Tưởng chừng như tình bạn đẹp đó sẽ kéo dài mãi. Thế nhưng, mọi rắc rối xuất phát từ việc Cracker thách thức Lavo lẻn vào hồ năng lượng chi. Cracker đã lén sử dụng nguồn năng lượng chi khi chưa đủ trưởng thành, điều nghiêm cấm trong luật lệ của vương quốc Chima, vì các chiến binh chưa đủ trưởng thành không thể nào điều khiển được sức mạnh của năng lượng chi. Cracker bị bộ tộc sư tử bắt và mời cha mẹ cậu ấy đến, nhưng vua cá sấu, cha của Cracker, lại đổ lỗi cho bộ tộc sư tử. Chính sự bất đồng này, cộng với những hiểu lầm giữa hai bộ tộc đã dẫn đến một cuộc chiến khốc liệt, và không may trong trận chiến này, cha mẹ của Cracker đã bị rơi xuống vực sâu và mất tích. Điều đó càng khiến bất đồng giữa hai bộ tộc trở nên nghiêm trọng. Cracker thay cha làm vua bộ tộc cá sấu, thế nhưng cậu ấy lại bị cô em gái Crawler phù phép và điều khiển để âm mưu tiêu diệt bộ tộc sư tử và giành lấy toàn bộ nguồn năng lượng chi. Hàng tháng, các bộ tộc Chima lại tập hợp lại để thi đấu xem ai giành được viên ngọc chi vàng huyền bí, có sức mạnh lớn nhất trong tất cả các viên ngọc chi. Sau khi Lavo xuất sắc đánh bại tất cả các đối thủ để trở thành người chiến thắng, bất ngờ Cracker xuất hiện và dụ Lavo chạy vào khu rừng đổ nguy hiểm. Cracker âm mưu tiêu diệt Lavo, nhưng Eris, công chúa tộc đại bàng và Gorzan tộc khỉ đột đã đến giải cứu kịp thời. Trở về căn cứ, Cracker liên minh cùng bộ tộc sói và bộ tộc quạ tấn công ngôi đền sư tử nhằm tiêu diệt bộ tộc sư tử và chiếm toàn bộ nguồn năng lượng chi. Một cuộc chiến khốc liệt đã xảy ra tại ngôi đền sư tử giữa hai phe, sư tử và đồng minh chim mưng, khỉ đột, đối đầu cùng đội quân liên minh, cá sấu, sói và quạ. Cuộc chiến trở nên cực kỳ gay cấn. May mắn thay, một nhân vật huyền bí xuất hiện và ngăn chặn được cuộc chiến của các bộ tộc lại. Đó chính là huyền thoại thú, sư tử. Huyền thoại thú là những sinh vật quyết định không sử dụng nguồn năng lượng và sống ẩn mình trong rừng núi. Huyền thoại thú giữ được nguồn năng lượng tự nhiên và sẽ trở lại vào một ngày vương quốc Chima cần được giải cứu. Mặc dù huyền thoại thú đã xuất hiện kịp thời ngăn chặn các cuộc tấn công của tộc cá sấu, nhưng có lẽ Cracker vẫn chưa từ bỏ âm mưu của mình. Trước trận chiến cuối cùng, một đám mây đen chặn đứng thác nước chi khiến nguồn năng lượng này trở nên cạn kiệt. Ở trận chiến cuối cùng, vì Crawler đã dùng hết Persuader Plan và Lavo giả chết, Cracker đã tỉnh lại và xin lỗi về tất cả những gì mình đã làm. Season 2, West for the Legend Beast. Bộ tộc Crawler đã lợi dụng cuộc chiến giữa các bộ tộc để đánh cắp chi từ núi Cavora bằng cách chặn thác. Thế là cuộc chiến giữa 8 bộ tộc với Crawler lại xảy ra. Đại diện từ 8 bộ tộc chính của Chima phải đi đến Outland để giải cứu 8 huyền thoại thú. Đó là chìa khóa để khôi phục thác núi Cavora. Sau khi đánh bại các Crawler, các huyền thoại thú tiến vào núi Cavora và thông tắc thác chi. Chima lại trở thành vùng đất yên bình. Trong khi đó,
tại Jaws of the Eternal Deep. Skarm, vua bộ tộc bọ cạp và bộ lạc Crawler tức giận với Laval vì đã từng đưa chi của mình cho anh ta. Hắn đổ lỗi cho chất này vì đã gây ra cảm giác thất bại và vô vọng. Ủa, ông này ổng bị ảo à? Hắn đã ném chi xuống đáy hẻm núi và vô tình đánh thức các bộ tộc thợ săn. Khi mối đe dọa từ các bộ lạc thợ săn cổ đại xuất hiện, các anh hùng của Chima lại phải đi tìm bộ lạc Phượng Hoàng huyền thoại để học cách mở khóa sức mạnh hỏa chi mới để ngăn chặn các bộ lạc thợ săn đóng băng toàn bộ Chima. Đến cuối trận chiến với bộ lạc thợ săn, các anh hùng bắt đầu hành trình tìm kiếm Fire Wings để ngăn chặn bộ lạc thợ săn. Các anh hùng cuối cùng cũng tìm thấy cả chính mảnh vỡ. Nhờ đó, các vùng đất không còn bị băng bao phủ, bộ lạc voi được phân cho một vùng đất riêng biệt và Chima lại trở thành vùng đất yên bình. Và bất ngờ chưa, đoạn kết của toàn bộ series này tiết lộ rằng Chima là vương quốc của một hòn đảo nổi khổng lồ, lơ lửng trên một thế giới, thậm chí còn lớn hơn chưa được biết đến. LEGO Legend of Chima không chỉ toàn là chiến tranh và drama, bộ phim này còn mang đến rất nhiều cuộc phiêu lưu thú vị và pha trộn giữa sự hài hước với sự nghiêm túc. Các bộ tộc thường cùng nhau tranh giành Golden Chi, một loại chi đặc biệt siêu hiếm. Họ làm điều này bằng cách đua nhau trong Speed Door, mỗi lần trên một địa hình khác nhau. Nhờ điều này, Legend of Chima tránh được cốt truyện lặp đi lặp lại. Mặc dù Legend of Chima chắc chắn sẽ làm hài lòng những đứa trẻ nhỏ nhất trong gia đình, nhưng nó có thể sẽ không còn phù hợp với những đứa trẻ to xác như chúng ta. Đối tượng mà hãng Lego hướng đến trong bộ phim này là 6 tuổi. Kẻ xấu đột nhiên có hào quang màu đỏ bao trùm, trong khi người tốt luôn có chung màu xanh lam. Đó là một cái ẩn ý thú vị, nhưng không chắc liệu nó có đủ để thu hút chúng ta nữa hay không. Sản lớn nhất của bộ phim nằm gần phần kết. Đến tập 15, bạn sẽ bắt đầu tự hỏi làm thế nào họ có thể giải thích nhiều bí ẩn mà họ đã tạo ra. Vâng, câu trả lời khá là đơn giản. Họ không. Bạn có thể bị buộc phải xem phần 2 chỉ để có thể tìm hiểu xem mọi kết thúc của câu chuyện này là như thế nào. Nhưng một lần nữa, câu trả lời lại là không. Thế giới do máy tính tạo ra được tạo ra một cách xuất sắc, giống như tất cả những trò chơi và phim Lego, ngoại trừ The Lego Movie. Bộ phim hoạt hình này kết hợp tính chất thực tế với các nhân vật và phương tiện Lego. Những nhân vật và phương tiện này chủ yếu tuân theo các quy tắc của Lego. Điều này được thể hiện khi các nhân vật đánh nhau, thay vì sống động và rực rỡ, thì đôi khi lại hơi xẹp xuống. Âm nhạc khá hay, nhà soạn nhạc Anthony Yeadle đã từng làm việc cho các bộ phim Lego khác như Lego Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark năm 2008 và Lego Star Wars The Quest for R2-D2 năm 2009. Mỗi bộ tộc có giai điệu riêng, giống như trong Peter and the Wolf, nhưng không hay lắm. Lego Legend of Chima là một sự khởi đầu cho một thế giới rộng lớn mà Lego đang xây dựng. Bộ phim này giới thiệu cho chúng ta đủ loại nhân vật mà không gây nhầm lẫn hoặc mất tập trung, nên đây xứng đáng là một trong những kỷ niệm đẹp của thế hệ chúng ta. Hy vọng video này sẽ đưa các bạn trở lại với tuổi thơ. Với câu cửa miệng mà các bạn nghe đi nghe lại hàng trăm lần trong mỗi video của chúng mình, bạn không nhớ, hãy để chúng tôi nhớ hộ bạn. Biết đâu mà sau khi xem qua, biết đâu trong đầu các bạn sẽ chạy dòng chữ: à, mình nhớ cái này thì sao? Hãy đăng ký cũng như ấn like video giúp chúng mình nhé. Ngày này năm xưa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.